Hello anh em. Thì hôm nay em tập hợp những chiếc xe mà cọp đã có mặt tại cửa hàng mà giá vừa chơi với anh em, đầu tiên còn nhiều ít xe luôn. Thì em ra hỗ trợ anh em review xe để coi anh em nào mà chốt được cái xe nào á, anh em nhớ biển số giúp em đi. Rồi sau đó anh em nhắn với em một cái tin là biển số xe đó, em hỗ trợ tư vấn anh em hoàn toàn miễn phí nha. Đây, con này là Sibo 2000, đầu 42, hải quan chính ngạch luôn, biển Vĩnh Long. Đó, giá 280 mấy triệu nha mọi người. Xe này có lồng vô luôn nè, ghim thêm xe hết, biển Vĩnh Long. Chọn đúng tông 2000, em chọn chữ màu đỏ tươi. Ví dụ như anh em không thích màu đỏ tươi á thì em hỗ trợ anh thay màu khác cho. Bánh căm, bánh mâm gì á em thay miễn phí cho anh em. Triệu cho mọi người, hải quan chính ngạch luôn. Tiếp theo con này, biển này cũng khá đẹp theo mọi người, một cái biển số mà có tới 4 số 3 luôn, ba đầu ba giữa ba đuôi, 83E1 31383. Xe này là Sibo 2000, đầu 41, đó, giá em bán là 310 mấy triệu. Xe này còn cụm gin nè mọi người, đó, gù gin nè, em sơn lại nè, bô gin nè, đó, yên gin, hộp gin, heo gin, gấp gin, mâm 5 cây gin luôn. 310 mấy triệu là anh em có được một con xe biển số nhìn cũng khá là đẹp đó anh em, đọc thuận miệng á, 31383. Đó, anh em ở Sóc Trăng nào mà giữ được biển số này á thì cứ chốt xe này, em sang tên giữ biển cho anh em nha. Xe bánh mâm, một xe bánh căm. Đó, đó là lý do tại sao mà em dọn có nhiều vơ như vậy, để cho anh em tự lựa chọn với nhau. Thì hai xe này em chọn được là hai màu tím, thì anh em cũng biết màu tím là xe như thế nào ha. Xe cọp cửa hàng đó, xe 15404. Xe này là Sibo 201 luôn, đầu 46, giá 300 thôi mọi người. Đó, xe còn đồ gin khá là nhiều á, dàn đầu thì em dọn mới thôi, nhưng mà đồ gin nè, bô gin nè, xe này như có lồng lỗ luôn anh em. Đó, yên gin nè, gấp gin, đó, bánh trái đồ lại em thay mới cho anh em hết. Chưa bật chìa khóa. Con này tiếng bô nghe giòn hơn anh em. Đầu 46, em bán với giá là 300 mấy triệu thôi nha mọi người. Biển Bến Tre, anh em nào ở Bến Tre xem được clip này của em á, nhớ để lại một like và một bình luận để tương tác với kênh YouTube của em hơn nha. Tại vì cũng khá là lâu rồi em chưa có quay YouTube cho mọi người xem, em chỉ đầu tư vô cái mạng xã hội là TikTok thôi. Đó, thì đó là trang cá nhân của em. Em quay thì em show nhiều xe thì còn nhiều cho anh em lên chỉnh tham khảo. Thì một xíu nữa em sẽ dán cái đường link mà cái kênh TikTok của em, em sẽ cho mọi người tham khảo cái TikTok của em nha. Đó, tiếp theo con này 110, đầu 18, hải quan chính ngạch, biển số Cần Thơ, 65C1111122. Xe này có cà phê biển số đẹp nha anh em. Em bán với giá là 220 mấy triệu. Đó, xe đang đi mẫu 2000. Ví dụ như anh em không thích mẫu áo 2000 á thì em hỗ trợ thay cho anh em mẫu áo 99 hoặc là 98 hoặc là 110 ghim luôn cũng được. Bánh căm, bánh mâm gì đó, anh em không thích bánh mâm này, em sẽ hỗ trợ thay bánh căm cho anh em hoàn toàn miễn phí nha. Biển số đẹp, cà phê biển số đẹp nha anh em, 220 mấy triệu. Giấy tờ hồ sơ hải quan chính ngạch sang tên tờ quán nha. Anh em chơi cái phần hai thì này á, chủ yếu là mình cắt giá nhất là gì, là cái bộ giấy của nó. Và đặc biệt bên em xe chuyên về hải quan chính ngạch sang tên tờ quốc, xe nào sang tên không được em cam kết với anh em luôn, tên anh em sẽ khác hoặc là trả đủ tiền. Rồi, tên nó dạng này hạng nặng nha, dạng này dạng giấy thùng đó. Đây, Sugi 4989 Movista,
áo ghim này, áo ghim của theo xe này còn, em lấy bộ ghim của xe khác em sơn vào. Giá là nhiêu ta? Giá đây 750 mấy triệu nha, xe thùng nha anh em. Xe thùng thì cái chất xe thì em có các bạn này. Con này nè, con này thì xe ghim nè, thùng nước nè, thùng nước chưa tới 1400 cây nữa. Đây cho anh em coi, đồng hồ mới có 1327 cây à. Đó, sơ ghi là 4728 trên 5000 chiếc nha. Đó, để em nổ máy thử chắc xe thùng nước cho anh em nghe nha. Vô nổ thành từng tiếng nghe giòn lắm anh em. Bốn món cho anh em á, em sẵn sàng hỗ trợ lên bốn món cho anh em luôn. Đó, lưỡi gà nè, bình xăng nè, mô bin nè, IC nè. Đó, bốn món cho cho Z. Này, tiếp theo con này. Con này nhìn giống cho Z ha, cho nên là em chim kế cho Z. Con này là GX203, thanh lý Thái Quan. Xe này đang mang biển Trà Vinh 84B208145. Giá bán là 320 mấy triệu nha mọi người. Xe này là em dựng xe thùng rồi. Đó. Dựng xe thùng nha, đồng hồ này, mới nè. Mới. Đó. Nãy giờ em cũng đã review tổng 7 xe cho anh em. Thì chắc có gì sắp tới á, em sẽ hỗ trợ anh em quay từng con, từng một cái clip luôn. Là 7 con này em hiện tại em gom trong một clip, nhưng mà qua ngày mai 7 con này nó sẽ có 7 cái clip cụ thể cho anh em xem. Rồi, nếu như anh em nào mà kết được xe nào á thì cứ alo với em. Số điện thoại của em là 0782934566. Số này em có xài Zalo nha mọi người. Và tất cả xe đang có mặt ở cửa hàng em đều đăng trên trang cá nhân bên Zalo của mình. Nếu như anh em nào tham khảo được bên Zalo của em á thì cứ việc nhắn tin trực tiếp với em nha, em sẽ hỗ trợ tư vấn anh em hoàn toàn miễn phí. Đó, anh em nhớ biển số xe giùm em nha. 1 Bến Tre 83 31383 Sóc Trăng. Đó, 64 Vĩnh Long 65 Cần Thơ. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã bỏ ra ít phút nãy giờ nghe em review xe. Và nói chung clip này thì em cũng đã cố gắng hết mình rồi. Có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua nha. Thì địa chỉ cửa hàng em ở số 40 khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi, quận Triều, phố Cần Thơ, HKTM Cần Thơ. Số điện thoại cửa hàng là 0939 080 609. Nếu như anh em thắc mắc gì về muốn em tư vấn về chia sẻ thì cứ alo trực tiếp em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em chơi nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào tạm biệt anh em.